để các thứ vẫn nguyên ở trên, chỉ có mang cái bát hương ấy bác để xuống thôi, còn các thứ ở trên vẫn nguyên si, để các thứ thế sau đó yếu kim. À thế là bác có cái gọi là bàn thờ treo tường, treo tường để nguyên rồi, để bác để các ba các thứ lên trên, bác để thêm cái gì cái bộ đỉnh ấy bác để lên trên, cho bát hương thì bác sẽ để sang cái ban này, nếu mà cho đóng cho bác cái ban thì bác để xuống dưới rồi, xong rồi theo cái cấp dưới cấp trên sau đó yếu kim đấy, thế chưa thì bác hiểu là hiểu cho đó, vì các bàn cái ban trên cũng hẹp, nó chỉ có 6 mấy thôi, đỡ làm gì sao mấy 59. Vì nay là bác Giai là cháu gọi điện đi xem bé bác Giai là cháu nhìn qua được cái sơ bộ, qua được cái khu vực phòng thờ nhà mình rồi. Mình đi đây để mai khi ta làm vào ngày kia mùng 4 đấy, thầy nó làm không hiện cho cả các thứ, mua cả tên gì đấy, Lương Đình Đồng. Hôm nay là con cũng ra một cái Lương bộ này. Lương Đình Đồng là bà định để ở trên, xong rồi ban thờ dưới. Thế là ông thầy bảo thế thì đẹp lắm, cứ để làm như thế, bà cứ để thế. Vâng. Nên đấy nó đẹp mà. Vâng đấy, thì nói chung là các thầy có kiến thức chuyên môn thì các thầy đã biết mà. Đấy biết. Thế là bà chứ, bà cứ làm thế là đẹp. Bây giờ người ta đổi mới cho được. Con trai cứ bảo mẹ đang yên đang lành làm ăn như thế mà mẹ là cứ mua cái đó, mua khi mà cái mẹ tao đời tao bây giờ tao chả làm nhà, làm cái nhà để 30 mấy năm rồi, đấy mày thời bao cấp bây giờ mày bảo làm cái nhà lúc bấy giờ nó hoành tráng lắm, với cả hai anh đều được của tao đấy, đây là nhất vùng đấy, này làm, nữa làm cho hai thằng đấy, một thằng bên kia và thằng bên này xuất từ một trăm mà 167 mét hai cho hai thằng đấy rộng dài mấy mày mấy lắm, còn cấp xe bò đi đấy đi mua xi măng này biết thế nào lúc bấy thời bao cấp và làm lại nhà lúc bấy ai cũng kêu bảo kiếp bà là những nhà thông kinh quá. Ngày xưa tao đi chợ cá thì chợ loại à, ngày xưa là bà buôn bán ở chợ kiếp ruộng lương thì cũng bao nhiêu. Trên đây là lời tâm sự của bác Tuyển ở Hoàng Mai. Ấy, về già thì ai cũng có cái mong muốn là có một cái không gian thờ cúng ông bà tổ tiên nó khang trang, ấm cúng và trang nghiêm. Thì từ lúc đặt hàng cho đến lúc bàn giao sản phẩm cho nhà bác là mất gần một tháng các bác nhá. Ấy, mất gần một tháng. Thì hai bác cháu là quen nhau trên mạng, là bác hàng ngày bác xem kênh YouTube của em và bác tin tưởng và đã bác gọi điện cho em lên tư vấn và đặt hàng ở cơ sở bên em. Thì hôm nay em xin thông báo qua cái kích thước của chiếc bàn thờ trước mặt các bác đây ở nhà bác Tuyển các bác ạ. Thì là bàn thờ với kích thước là dài 1m97, rộng 97 và cao là 1m27, với chân là 14, mặt ván ghép 2, dạ dày 4 phân, được đục theo mẫu ngũ phúc và làm từ chất liệu bằng gỗ hương đá. Và em tư vấn cho bác cái màu sơn ở đây là màu sơn PU bóng. Thì cái ưu điểm của thằng màu sơn PU bóng này như thế nào là nó tạo lên được cái vẻ đẹp cái vân gỗ các bạn, nó tôn lên được cái vẻ đẹp của cái vân gỗ là với những cái hàng gỗ có vân đẹp như là gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá thì nó sẽ làm nổi bật cái vân và cái chất gỗ hơn các bác nhá. Thì sau khi lắp đặt xong ấy thì bác có giới thiệu cho em hai cái tấm kỷ vật của nhà bác là một tấm gỗ lát cổ và một tấm gỗ lim. Thì hai cái tấm gỗ này có những cái niên đại được khoảng từ 50 đến 60 năm rồi, xuất từ thời các cụ là của hồi môn của nhà hai bác ấy. Thời đó mà những cái tấm gỗ lim, gỗ lát như này thì cực kỳ là đắt tiền và cực kỳ là hiếm các bác. Đúng là kỷ vật. Thì cảm ơn các bác đã xem hết cái video này của em. Thì bác nào có cái câu hỏi nào về đồ thờ hay là nội thất phòng thờ thì các bác có thể comment xuống phần bên dưới hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em qua cái số điện thoại là 0865 869 126. Thì em sẽ tư vấn chi tiết nhất, cụ thể nhất cho các bác về những cái sản phẩm và những cái chất gỗ nào nó phù hợp với không gian thờ nhà mình nhất, để làm sao cho các bác có một cái không gian thờ nó khang trang, ấm cúng và trang nghiêm nhất để thể hiện đến sự thành kính đến ông bà tổ tiên các bác nhá. Thì cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và tạm biệt các bác ạ.